mình sẽ giới thiệu cho các bạn 8 động từ mà chúng ta rất thường làm trong một ngày. Đó là những động từ gì thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước ngay vào động từ đầu tiên nhá. Động từ đầu tiên đó là đây là một động từ mà chồng Nguyễn Văn Dũng của mình thường làm ít nhất 10 lần một ngày mọi người ạ. Đó là đánh giám. Các bạn thử cùng nghe âm thanh đánh giám để học cho nó nhớ rõ nhá. Nghe nhá. Tiếng Nhật thì người ta nói đánh giám với hai cách. Đó là một, với từ động từ sẽ là onara ga deru, desne, onara ga deru. Và thứ hai là onara o suru, trên là tự và giữa là tha, ga o khác nhau nhá. Ví dụ như là mình sẽ hỏi một câu là ơ thằng nào vừa đánh giám này, mọi người sẽ nói như nào đấy? Mọi người nói nào? Thằng nào vừa đánh giám này, desne, onara o shita no wa dare desu ka, desne. Ok, đó là đánh giám phẹt phẹt đúng không? Từ này bẩn quá. Chúng ta sang từ thứ hai nhá. Các bạn nhìn thấy đứa trẻ con này không? Đó là đang chảy nước miếng đúng không? Trong tiếng Nhật thì nước miếng, nước dãi chúng ta có một từ là yodare, just that, yodare. Và nói chảy nước miếng sẽ là yodare ga deru. Và hai là yodare o dasu. Ví dụ mình sẽ nói đứa trẻ này gì nhỉ? Cái đứa trẻ này nó đang chảy nước miếng sẽ là akachan ga gì nhỉ? Yodare o dashiteru, just that. Akachan ga yodare o dashiteru. Ok, được chưa nhỉ? Hai từ rồi nhá. Chúng ta sang từ số 3, đó là từ mùa hè thì hay thế nào nhỉ? Mùa hè thì hay đổ mồ hôi đúng không? Đổ mồ hôi, chúng ta có từ mồ hôi đã nhá. Mồ hôi là, chúng ta là một người nào được không? Ase đúng không? Ase, được nhỉ? Và khi mà nói đổ mồ hôi, cái hai cách nói như sau. Một là ase ga deru. Và hai là ase o kaku desu ne. Ase o kaku. Ase o kaiteru desu ne. Ase o kaiteru. Đang đổ mồ hôi, đang toát mồ hôi, được chưa? Được chưa? Sang từ thứ 3. Nhìn đứa trẻ này yêu nha. Hay, từ thứ 3 là từ ngáp. Mỗi khi mà buồn ngủ thì chúng ta thường hay ngáp đúng không? Nemuru to sugu akubi ga deru. Cứ khi mà buồn ngủ thì sẽ ngáp, đó là nemuru to akubi ga deru. Được chưa nhỉ? Và hay ở cách khác là akubi o suru cũng được. Watashi wa yoku akubi o shite imasu. Được chưa nhỉ? Tôi hay bị ngáp, tôi hay ngáp ngủ nhá. Tiếp theo, từ thứ 5 đó là từ gì? Rất là nhanh đúng không? Một từ rất là hay đó là, mọi người nghe từ này, kushami. Nào, hãy cùng nghe thầy Dũng hát xì hơi nhá. Hát xì hơi. To lên anh. Hát xì hơi. To nữa lên anh. Hát xì hơi. Đó là hát xì hơi, chúng ta có từ kushami ですね. Kushami ga deru. Hoặc là kushami o suru. Tiếp theo, chúng ta sang từ số 6 đó là từ gì đây? Nấc. Từ này là từ của mình bởi vì thường thì một ngày mình sẽ nấc hai lần và mỗi một lần thì thường kéo dài nửa ngày. Từ nấc nhá, mọi người hãy cùng học từ nấc này nhá. Gần giống với từ kusami này. Đây là sẽ là gì đây? Shakuri. Shakuri. Shakuri ga deru. Và shakuri o suru. Được nhỉ? Nói nặng được mọi người nhá. Watashi wa yoku shakuri ga deteimasu. Được nhỉ? Tôi thì rất hay bị nấc cụ. Ok. Tiếp theo, từ số 7 của chúng ta là từ gì đây mọi người? Nhìn này, nhìn thằng này này vừa mới ăn uống no xong rồi một cái đấy đúng không? Và từ này có thể nghe hơi lạ nhưng mà nhớ nhá, người Nhật rất hay nói đấy, đó là gì nhỉ? Geppu ga deru, geppu ga deru hay là geppu o suru, đấy nhỉ? Geppu ga deru và geppu o suru. Ok, được chưa? Rồi, và từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là một từ mà chúng ta sẽ rất thường hay gặp khi đi ngủ, mà nhất là bạn nào mà lấy chồng rồi mà lấy phải một ông chồng mà tối nào cũng ibiki o kaku đúng không, thì làm sao mà ngủ được đúng không nhỉ? Và nhớ từ ngáy là ibiki nhá, ibiki o kaku nhé. Sensei, ibiki o kaiteru hito wa dare desu ka? À, câu ý nghĩa là gì nhỉ? Mọi người nghe được thầy Dũng nói gì không? Thầy bảo là Thanh ơi, gì nhỉ? Ai đang ngáy đây? Ai đang ngáy đây đúng không nhỉ? Ibiki o kaiteru hito wa dare desu ka? Mọi người cùng nghe nhá. Và hãy trả lời cho mình nhá. Ibiki o kaiteru hito wa dare desu ka? Ok. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip không xa. Bye bye.